Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Khi lũ lụt đã bắt đầu đổ bộ tràn lan ở miền Nam Trung Quốc, tại lưu vực Hồ Bài Hương của tỉnh Giang Tây, va chạm thủy văn gần đây đã phá vỡ ở mức cảnh báo cao nhất trong lịch sử khi nhìn con đê bị vỡ. Một số dân làng ở Giang Tây khi nhớ lại khoảnh khắc chạy trốn khỏi tử thần lúc vỡ đê. Chạy điên cuồng chừng được 5 km, nhìn xuống bàn chân thì mặt đất rung chuyển. Các nguồn tin đại lục cho biết vào lúc 21 giờ ngày 2 ngày trước, mực nước của trạm Bài Hương trên sông Vương Tử đã phá vỡ mức cao nhất lịch sử là 22,91m vào năm 1998 và đạt 22,65m tính đến 8 giờ sáng hôm nay. Mực nước hồ Bài Hương đã lên tới 202,84m, vượt qua mực nước của năm 1998 thêm 13cm và vẫn gia tăng. Tại thị trấn cạnh sông gần hồ Bài Hương rơi vào tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Khi con đê sông Phong là con đê đầu tiên ở hồ Bài Hương để bảo vệ các buôn làng đã từng chống chịu được trận lũ vào năm 1998 và tối 2 ngày trước trên bờ đê của hồ chứa nước của thị trấn Sông Trà, huyện Bài Hương, tỉnh Giang Tây Bắc Phương, một người dân đã chống chọi với lũ lụt trong nhiều ngày qua đã đứng lên trên con đê sông Phong và bắt đầu bảo vệ cho đến khi trận lụt phá vỡ hoàn toàn. Lúc đó là khoảng 45 giờ sáng ngày hôm đó, Bắc Phương lại nhớ rằng nước mưa gây ra lũ rò rỉ một ngày nhiều hơn và mực nước của dòng sông đang dâng đến cường độ cao. Đột nhiên gió lại thổi, thậm chí gió rất lớn, nước tràn qua không tả nổi khiến cho con đập hiện lên một lỗ hổng rất lớn. Bách Phương thấy vậy bèn hét lên: "Tìm chỗ cao hơn, ở đây không giữ nổi nữa, hãy bảo vệ mọi người trước." Mọi người quen thuộc với địa hình cũng đang dẫn những người xung quanh chạy bán sống bán chết một mạch 5 km. Khi Phú Hồng Minh, phó thị trưởng thị trấn Sông Ca, nghe thấy câu nói đầu tiên mà nghe thấy đây bây giờ: "Tôi đang rất sợ, chân tôi run rẩy, mặt đất thì rung lắc, nếu chúng ta thận chậm một bước nữa thôi, tất cả chúng ta có thể sẽ bị cuốn trôi." Lúc đó xảy ra tình trạng càng nhiều người muốn chạy, họ càng không di chuyển nổi, Bách Phương nói. Cho đến bây giờ chân anh vẫn còn đau. Sau khi con đê đầu tiên thất thủ chỉ trong vòng 2 giờ, trận lụt cũng đã làm ngập hơn 20.000 mẫu đất nông nghiệp, tràn hết vào nhà người dân trong làng. Sau khi đi qua đê sông La Bu, ban đầu đây là một con đê bảo vệ của hồ thủy lợi và bây giờ đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để ngăn chặn lũ lụt của 5 ngôi làng bên dưới hồ chứa hoặc xa hơn là thị trấn Sông Cạn. Bách Phương cũng là một trong những người chỉ đạo của 4 hồ chứa bên dưới thấp hơn mực nước hồ chứa và được tưới nước bởi hồ này. Mực nước lũ hiện cao hơn mực nước hồ chứa ít nhất 5m. Bách Phương khi đánh giá độ sâu của trận lụt nằm ở hạ lưu của mặt hồ chứa. Theo cách nói của anh thì bề mặt của nước lũ cao hơn rất nhiều mái của nhà 2 tầng. Theo số liệu quan sát của Cục Thủy văn, Ủy ban Thủy lợi của sông Vân Tử thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, đỉnh lũ của sông Vân Tử đã tràn qua sông Giang vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua và tràn qua miệng hồ Bay Hương vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Vào lúc 23 giờ tối cùng ngày, một đợt lũ khác tràn qua thượng nguồn của con đập Tam Hiệp thuộc trạm thủy văn của Ủy ban Thủy lợi sông Vương Tử đã dự đoán rằng sáng sớm ngày hôm qua, đỉnh lũ của sông Vương Tử sẽ tràn qua trạm quan sát để thông báo cho ngoại ô thành phố Đồng Lăng của tỉnh An Huy. Mực nước có thể dâng lên khoảng 16,3m, sau đó nhiều tỉnh thành chìm trong nước lũ. Tập Cận Bình đã lo lắng mục tiêu thoát nghèo thất bại sau một thời gian án binh bất động. Từ ngày hôm nay, lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu liên hệ giữa phòng chống lũ lụt với việc cứu trợ thiên tai để xóa đói giảm nghèo. Ông thừa nhận rằng tình hình lũ lụt tại Trung Quốc hiện nay đang rất nghiêm trọng, cần phải ngăn chặn tình trạng nghèo đói quay trở lại do thiên tai gây ra. Từ các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho công tác phòng chống và cứu trợ lũ lụt. Ông nói, gần đây lưu vực sông Vương Tử, sông Hoài, hồ Động Đình, hồ Bà Dương, hồ Thái Hậu và một số đều khác đều đang ở mức lũ báo động. Khi các khu vực như là Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang cũng đã bị lũ lụt nghiêm trọng, gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản là vô cùng to lớn và tình hình kiểm soát lũ đang vô cùng cấp bách. Trọng tâm bài phát biểu của ông Tập sau khi ông nói rằng cần phải làm tốt công tác cứu giúp và cứu trợ quần chúng đang gặp khó khăn về thiên tai để ngăn chặn tình trạng nghèo đói quay trở lại. Trước đó, Tập Cận Bình cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần toàn diện thực hiện xóa đói giảm nghèo của năm 2023 và toàn diện xây dựng một xã hội sáng lạn. Theo báo cáo từ các kênh truyền thông đại lục, vào đầu tháng 3 năm nay, ông Tập đã đi thị sát tại tỉnh Ninh Hạ thuộc khu vực phía Tây. Ông nhấn mạnh rằng phải cố gắng vượt qua tình hình bất lợi do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, quyết tâm toàn diện xây dựng một xã hội khán giả và quyết tâm phát đói giảm nghèo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch xóa đói giảm nghèo từ năm 2015. Theo kế hoạch thì việc xóa đói giảm nghèo sẽ hoàn thành vào năm 2023 này. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết hạn. Theo tuyên bố từ phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện tại vẫn còn 52 huyện nghèo. Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái, để diệt virus Vũ Hán gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Vào sáng ngày hôm qua, cơn bão số 2 đổ bộ vào Phúc Kiến, Thượng Hải gần khu vực trung tâm sức gió tối đa đạt trên cấp 14. Gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn kết dọc bờ biển đã gây thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay, những gốc cây cổ thụ cũng bị đổ ngang đường, xe đè bẹp nhiều xe cộ, nhiều mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cơn cuồng phong. Kèm theo đó là tiếng gió rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video khác trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt lại nhiều khu vực khác nhau như Giang Tô, Chiết Giang và Ma Cao. Theo một thống kê sơ bộ, ngày hôm qua đã có hơn 471 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dữ đã gây mưa lớn xảy ra ở khu vực sông Vương Tử, khiến cho mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng vọt.
Các quan chức cho hay mực nước đã vượt quá mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước cho chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy vòng hồ. Theo Thanh Hoa xã, trận lũ số 1 năm 2023 của sông Yên Tử đã đến. Lưu lượng dòng chảy của hồ chữ đập Tam Hiệp này cấp bội đạt trên 60.000 mét khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng là vì thế mà tăng lên 35.000 mét khối mỗi giây. Con số lưu lượng dòng chảy vào hồ 60.000 mét khối mỗi giây tiếp tục duy trì cho tới nay. Căn cứ theo dữ liệu mực nước thời gian thực do mạng thủy văn Trung Quốc của chính phủ cung cấp, mực nước của lưu lượng dòng chảy vào ra hồ chứa hồ Tam Hiệp như sau: lưu lượng nước vào luôn cao hơn nhiều so với lưu lượng nước ra. Tuy nhiên, mực nước của hồ chứa cho chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82m trở lên, từ 163,47m lên đến 164,29m. Chỉ trong vòng 1 giờ khi mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m, nó đã vượt quá mức cảnh báo 145m. Với 19m chỉ còn chưa đến 10m nữa, sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa Tam Hiệp là 1,5m. Rõ ràng nếu được mực nước tiếp tục tăng điều về tốc độ 0,82m trên mỗi giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng dân chúng hiện tại. Việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Và ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu dịch chuyển biến dạng và dò dỉ, nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn ở trong phạm vi bình thường. Ba dữ liệu của dòng chảy ra vào mực nước không nhất quán đã cho thấy ít nhất một trong số chúng không chính xác hoặc cả ba đều không chính xác. Theo những bức ảnh do Tân Hoa xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp đã được tăng từ 4 cửa lên 8 cửa. Nếu xả lũ tiếp tục tăng sẽ có lúc khiến cho các khu vực hạ lưu dân sẽ bị hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Tương Tử và tiếp tục kéo dài, mực nước trên dòng chính và dòng phụ của sông Tương Tử, hồ Động Đình, Bài Hương đã vượt qua mức cảnh báo trong nhiều ngày qua. Nhiều hồ nước xả lũ, tình hình tràn ngập tràn đê đã vỡ đê diễn ra liên tục. Sang Tây Hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê, lũ lụt lan tràn ở khắp nơi. Người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang không biết đập Tam Hiệp có thể hoàng mình chịu đựng được bao nhiêu lâu. Rất nhiều người tìm cách bỏ bộ của chạy lấy ngôi và quan niệm của người còn của không nên tiếp bất cứ điều gì, giống như đang mang bản án tử hình treo trên đầu của mình vậy. Vừa qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận thượng nguồn sông Tương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng năm 2023. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là trên 60.000 mét khối trên giây. Ngoại giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa. Kể từ đầu tháng 1 cho đến nay, lưu lượng sông Tương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa xối xả không ngừng. Trận lũ số 1 cũng đã hình thành từ đầu năm cho đến nay, đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng xả lũ, khiến cho các khu vực tại Trung, Hạ Lưu cùng thượng nguồn sông Tương Tử liên tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, cơn lũ mới đã gây sạt lở ở thượng nguồn sông Tương Tử bị ảnh hưởng mưa lớn. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Tương Tử như sông Mân Giang, sông Gia Lăng, đập Tương Gia đến Thống Than, thậm chí cả khu vực Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Tương Tử và Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Tương Tử đã hình thành cơn lũ số 1 năm 2023. Dự kiến lưu lượng dòng chảy của đập Tam Hiệp trên 65.000 mét khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Tương Tử đã đưa ra cảnh báo mức độ cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực Thống Than thuộc thượng hồ sông Tương Tử, cảnh báo màu cam về lũ lụt tại các đoạn ở bên dưới hồ Động Đình, Bái Hương, Thúy Dương và cảnh báo lũ lụt tại sông Kinh Giang. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc của Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục xảy ra ở khu Tương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tân Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Kích Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở núi. Vào khoảng 1 giờ 30 sáng 2 ngày trước, một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy với ít nhất 250 người thiệt mạng. Một vụ ở lở núi đã được ghi nhận tại xã Thổ Địa, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Đây cũng là một khu vực nằm ở thượng nguồn sông Tương Tử. Theo báo cáo, vụ lở núi đã ngăn chặn lòng sông Thiên Hà địa phương tạo thành một hồ nước tạm thời với khối lượng nước là 420.000 mét khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại tỉnh Kiến Hủy, tỉnh Hồ Bắc thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp, vừa qua mưa chút nước đã khiến khu vực nội thành bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại bao lâu nữa? Trên thực tế, cho tới nay mức độ an toàn của con đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển rò rỉ, biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng đập Tam Hiệp đã được đăng lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt cao gần 100 mét sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100 km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy các đập các châu ở các thành phố Nghi Sơn với tốc độ 70 km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sương và trong vòng 5 giờ mực nước ở Nghi Sơn sẽ cao tới 10m. Video này đã gây xôn xao trên mạng xã hội, thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video, ông cho rằng video này rất có thể trong một bộ phận người trong chính phủ làm ra, bởi vì người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao quan chức chính phủ lại phát hành video này và đưa nó lên Internet để lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân, do đó hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Và điều xảy ra nếu một siêu lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát, điều này quả là một khiến cho ngoại giới lo lắng. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh TV Việt mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.